mời đồng bào và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Nam Trà My. Cuối tuần qua, huyện Nam Trà My họp bàn công tác chuẩn bị lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ hai và chào mừng kỷ niệm 15 năm tái lập huyện. Tại buổi làm việc, đại diện lần lượt các cơ quan, ban ngành báo cáo về công tác chuẩn bị như bố trí sắp xếp khu triển lãm ảnh, khu ẩm thực, khu vực diễn ra hội thi Sâm Ngọc Linh. Đặc biệt, lễ hội Sâm năm nay, huyện Nam Trà My chú trọng đến việc cúng thần sâm để rước biểu tượng sâm này về khu vực trung tâm diễn ra lễ. Tại buổi làm việc này, đồng chí Hồ Quang Bửu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu ngay từ bây giờ các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể vào cuộc nhanh công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân trên địa bàn huyện được biết đến tham dự. Lễ hội Sâm năm nay với chủ đề Hương sắc Ngọc Linh hy vọng rằng sẽ mang đến cho du khách những tận hưởng du lịch vùng sâm để tìm hiểu cũng như khám phá loại đặc hữu vô cùng quý hiếm này. Sáng ngày 9 tháng 7, Công an huyện Nam Trà My tổ chức tập huấn pháp luật nghiệp vụ điều lệnh công an xã năm 2018. Tham dự khóa tập huấn lần này có hơn 70 cán bộ là công an xã trên địa bàn huyện. Trong thời gian 4 ngày tham dự tập huấn, các trưởng phó công an xã, công an viên của 10 xã được trang bị các chuyên đề, khái quát lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng công an nhân dân và chức năng nhiệm vụ của công an nhân dân, đặc biệt là công an xã, tổ chức và hoạt động của công an xã, công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vấn đề an ninh nông thôn và công an xã với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở xã, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác phân loại giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra ở địa bàn xã, công tác quản lý đối tượng thi hành án phạt khác tại xã, công tác nắm tình hình an ninh trật tự tại xã, quản lý đối tượng và giáo dục những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, điều lệnh đội ngũ công an nhân dân cho lực lượng công an xã. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ công an xã, công an viên, từ đó thực hiện tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự, chủ động giải quyết các vụ việc xảy ra tại cơ sở, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chiều ngày 9 tháng 7, chi bộ văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Trong thời gian qua, chi bộ văn phòng thực hiện nghiêm túc việc giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đến 100% cán bộ đảng viên, công chức, người lao động, làm tốt công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra giám sát được duy trì, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, quan tâm chỉ đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan. Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ, phát huy tính tích cực, linh hoạt sáng tạo, đổi mới quyết liệt trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Các ban Hội đồng nhân dân huyện thực hiện chức năng nhiệm vụ đảm bảo theo luật định. Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tham mưu phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, chi bộ chỉ đạo đảng viên là lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế đã đề ra, đảm bảo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò trách nhiệm của từng cá nhân trong điều hành, xử lý công việc, phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo và các thành viên Ủy ban nhân dân huyện, đảm bảo sự chỉ đạo điều hành thông suốt, liên tục và toàn diện của cơ quan quản lý hành chính cấp huyện. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện nâng cao chất lượng tham mưu giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện như xây dựng chương trình công tác và tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng cuối năm, ban hành thông báo kết luận, đảm bảo kịp thời công tác lãnh đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, tăng cường đôn đốc theo dõi thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Sáng ngày 10 tháng 7, huyện Nam Trà My tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Quảng Nam, cùng các lãnh đạo chủ chốt của huyện và 10 xã trên địa bàn. Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự hỗ trợ của các sở ngành chức năng của tỉnh,
các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã nêu cao tinh thần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đạt nhiều kết quả tích cực như tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 10%, thu nhập bình quân đầu người ước tính 10,5 triệu trên người trên năm, tăng gần 6 triệu đồng so với năm 2015. Bình quân lương thực đầu người đạt 165 kg trên người, đạt 75% so với nghị quyết đề ra. Tổng đàn gia súc gia cầm là 54.000 con, giao khoán bảo vệ rừng cho người dân đạt gần 38.000 ha. Đầu tư cơ sở trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy học không ngừng phát triển, trang bị nhiều thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. Toàn huyện có gần 4.000 hộ gia đình được xem truyền hình. Đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng và các công trình phục vụ dân sinh ở vùng sâm, dự án sân nền ở xã Ra Tập, dự án đường Trà Vinh Đắc Ru, sắp xếp được 13 khu dân cư trong năm 2017. Đặc biệt trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, huyện nhà đã tập trung nêu cao tinh thần thực hiện công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng được thực hiện mạnh mẽ, phát hiện kịp thời nhiều sai phạm và xử lý kịp thời, phối hợp thực hiện chặt chẽ thường xuyên giữa ban kiểm tra huyện ủy và ban kiểm tra cơ sở. Nhìn chung, ban thường vụ huyện ủy Nam Trà My đã có nhiều biện pháp triển khai thực hiện chỉ thị 05 và nghị quyết trung ương 4 khóa 12 trên tinh thần chủ động, nghiêm túc và đạt nhiều kết quả bước đầu hết sức quan trọng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng bộ huyện. Sáng ngày 11 tháng 7, Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 7 khóa 11 nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ trì kỳ họp có ông Lê Thanh Hưng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, hai phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện gồm ông Nguyễn Đình An và bà Phùng Thị Thương. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của trung ương về thực hiện nghị quyết số 41 ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, về kinh tế, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo các ngành và các xã thực hiện nghiêm chỉ thị số 1792 ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo quản lý chặt chẽ sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tránh đầu tư dàn trải kém hiệu quả, gây thất thoát nguồn vốn. Thực hiện chỉ thị số 02 ngày 10 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải ngân các nguồn vốn, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2017-2018, vụ hè thu đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống cây trồng con vật nuôi phù hợp, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, thực hiện tốt công tác tiêm phòng vaccine trên đàn gia súc gia cầm, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu như dự án mở rộng các tuyến đường vùng sâm, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, quyết định 33 và các chương trình kế hoạch theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời đồng bào và các bạn theo dõi phóng sự nói về tình người nơi khe chữ. Khe chữ vốn dĩ là tên của một cánh đồng nhỏ được người dân ở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khai hoang trồng lúa nước từ bao đời nay. Cách đây chưa lâu, thiên tai gieo rắc đại nạn sạt núi kinh hoàng xuống những ngôi nhà ở xã Trà Vân. Tưởng chừng mọi thứ sẽ khó mà hồi sinh bởi những mất mát đau thương quá lớn, nhưng với tình người luôn sát cánh, động viên, giúp đỡ nhau mà giờ đây một ngôi làng mới có tên là Khe Chữ được dựng lên để hồi sinh cuộc sống cho người ca dông nơi đây. Ngày 6 tháng 11 năm 2017, bão số 12 có tên quốc tế là Damrai đã nổi cơn thịnh nộ tàn phá nặng nề huyện vùng núi Nam Trà My. Mưa lũ khiến cho hàng chục nghìn khối đất đá sạt lở, gây cô lập hoàn toàn giao thông với bên ngoài. Thiên tai cũng khiến hệ thống điện lưới quốc gia, thông tin liên lạc trong toàn huyện tê liệt 3 ngày liền. Đau lòng hơn là có tới 11 người dân vô tội bị chết do đất đá vùi lấp, hàng trăm hộ gia đình mất nhà cửa, hoa màu, vật nuôi với tổng thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.
đối với người dân sống ở thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. Cảnh tượng sạt núi kinh hoàng trong chiều ngày 6 tháng 11 năm 2017 sẽ khó mà xóa được trong ký ức của họ. Hàng trăm nghìn khối đất đá trên quả đồi bất ngờ đổ sập xuống ngôi làng ông Tuân khi mà các gia đình đang quây quần bên bếp lửa chiều đông để chuẩn bị cho bữa cơm tối. Những ngôi nhà sàn bỗng chốc bị nhấn chìm bởi đất, đá, cây cối. Tiếng khóc thương, tiếng cầu cứu xé toan bầu không khí u ám ngày đông. Thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 4 người dân và làm bị thương 11 người khác. Không khí tang thương bao phủ cả ngôi làng trong nỗi đau xé lòng của bà con người Ca Dông. Sau khi nhận được thông tin, huyện Nam Trà My đã cử lực lượng cứu hộ gần 20 thành viên băng rừng hơn một ngày đường mới vào tới hiện trường. Họ tiến hành sơ cứu người bị thương, di tản người già và trẻ em đến nơi an toàn vì nguy cơ sạt núi đang tiếp diễn. Đồng thời, tổ chức lực lượng cùng với dân làng đào bới hàng nghìn mét khối bùn đất để tìm kiếm thi thể người bị vùi lấp đưa đi chôn cất. Già làng Hồ Văn Hai năm nay hơn 70 tuổi, nhưng trong suốt cuộc đời ông chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp xảy đến với làng mình như thế. Chỉ trong phút chốc thiên tai đã quét sạch sự sống cả làng, cướp đi sinh mệnh của người dân vô tội và đẩy cuộc sống các hộ gia đình may mắn thoát nạn vào cảnh màn trời chiếu đất. Phải bên đó là cái đất đai, cái cây cối tràn vào trong làng. Ôi chết rồi, làng mình chết rồi. Bắt đầu là họ bắt tôi lên, thay mấy người là cứu, mấy người đang sống đó. Vô trong nhà bên này, bố thay rồi, nếu bây giờ về, cấp cứu một chỗ đó. Thì vào bệnh viện, ôi đau khổ ghê lúc đó, không biết nơi gì nữa. Thì cho xe mà chết thôi. Rồi đó mới phòng tăng, mới ăn phòng viên, công an, bộ đội, đồng viên bà con đưa ra hết bên này. Đó mới yên tâm. Từ ngày làng ông Tuân bị núi lở quét sạch đi mọi thứ, anh Hồ Văn Ngọ như người mất hồn. Thiên tai đã cướp đi vợ và đứa con gái út của anh. Người con gái đầu cũng bị đất đá vùi lấp nhưng được dân làng phát hiện cứu kịp thời nên may mắn sống sót. Cuộc sống bị đảo lộn mọi thứ. Bữa cơm hàng ngày của hai cha con chan hòa trong nước mắt. Ngọ vẫn nhớ như in cái cảnh tang thương vào chiều định mệnh đó. Một đứa con chết tại chỗ, còn một người vợ bị thương cái đùi, cái chân, bầm tím hết, mắt môi, cứ biếu đi chở bệnh viện. Mưa thì có mưa to, may gặp giữa đường có đoàn dân quân đi tới đường này khiêng tới trạm mà không chưa tới trạm thì bị chết trên đường. Nhưng tới đây em nói thôi, mấy anh dân quân cố gắng đi khiêng tới trạm để mà có chỗ ở, chờ mưa mà ở dưới đường không biết trong hai mẹ con đi răng con. Thiên tai bão lũ đi qua không chỉ để lại nỗi đau xé lòng cho cả làng ông Tuân bởi người chết, nhà mất, mọi thứ để sinh tồn bị chôn vùi hết, mà những con người may mắn thoát nạn phải chống chọi với muôn vàn gian khó. Toàn bộ 24 hộ gia đình phải rời bỏ làng cũ vì nguy cơ sạt núi để di dời vào cánh đồng Khe Chữ, cách đó chừng một giờ đi bộ để dừng tạm lều bạc lánh nạn. Không riêng gì làng ông Tuân mà hầu như toàn bộ 6 ngôi làng khác ở thôn 2, xã Trà Vân cũng đều bị sạt núi, khiến gần 100 hộ dân hoang mang. Cánh đồng Khe Chữ bỗng chốc trở thành khu tị nạn thiên tai của người Ca Dông, xã Trà Vân. Họ gắng sức dựng tạm những lều bạc, lều lá đơn sơ để có nơi trú ngụ. 3-4 hộ gia đình phải tá túc trong một túp lều rộng chưa tới 10 mét vuông. Không điện, không đường, không trường học, không trạm y tế, không có nước sinh hoạt. Nhưng trong gian khó mới thấy tình người luôn gắn bó, yêu thương nhau.
Khi thảm họa sạt núi vừa xảy đến, chính quyền và người dân huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển lương thực, thực phẩm cứu trợ kịp thời để dân làng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Sau đó, mỗi ngày có hàng chục đoàn xe từ mọi miền Tổ quốc chở theo lương thực, nhu yếu phẩm, áo quần về hỗ trợ kịp thời để bà con khe chữ, có cái ăn, cái mặc mà gượng dậy. Rất may là vào những lúc ngặt nghèo như thế này, sự giúp đỡ từ bên ngoài, dù chỉ là gói mì tôm hay tấm áo cũ cũng rất ý nghĩa, vì hầu như mọi thứ thiết yếu nhất để sinh tồn của dân làng đều bị vùi lấp hết. Vừa giải phóng đường, vừa tổ chức cứu trợ, hỗ trợ cho xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam là 1 tấn gạo, 200 gói mì tôm và nhiều mặt hàng thiết yếu như muối, mắm, bột ngọt, cá khô để đảm bảo cho bà con sống đỡ trong những ngày mà đường bị cô lập. Nam Trà My là huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, thuộc diện huyện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nguồn thu ngân sách nội địa chưa đến 30 tỷ đồng mỗi năm. Nhưng với những mất mát đau thương quá lớn của bà con thôn 2, xã Trà Vân, đảng bộ, chính quyền huyện đã căng não tìm mọi phương kế để tập trung ổn định cuộc sống cho bà con đang lánh nạn tại khe chữ trong thời gian nhanh nhất. Huyện đã thành lập ngay ban chỉ đạo xây dựng làng khe chữ. Vị trí của khu vực này rất bằng phẳng, là nơi lý tưởng để hình thành khu dân cư mà không lo chuyện sạt lở núi. Hơn nữa, khe chữ lại nằm ngay trên trục đường Đông Trường Sơn, nên về lâu, về dài sẽ giúp bà con giao thương trao đổi hàng hóa. Chính vì vậy mà nhiệm vụ trước mắt là phải lo đảm bảo nơi ở ổn định cho nhân dân, rồi mới tính tiếp chuyện sinh kế lâu dài. Huyện đã cử hơn 100 cán bộ chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự huyện cùng với ban chỉ huy quân sự 10 xã tập trung vận chuyển nhà cửa ở nơi cũ đến cánh đồng khe chữ để dừng lại cuộc sống sau thiên tai. Trong lúc khó khăn chồng chất khó khăn như vậy, huyện Nam Trà My nhận được sự giúp đỡ, chi viện lực lượng hết sức quý báu từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam khi quyết định điều động trên 100 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 315 và 50 cán bộ chiến sĩ trung đoàn 885 để tổ chức di dời nhà cửa cho dân làng, tổ chức sang nền nhà tại làng khe chữ. Những người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ không quản ngại khó khăn, dầm mưa trong cái rét lạnh đến thấu xương, chuyển từng gốc cột, miếng ván, tấm tôn được nguyên vẹn để dựng lại nhà mới. Lực lượng bộ đội cũng thường xuyên tổ chức dân vận, thăm hỏi, tặng quà động viên tinh thần cho người dân giảm bớt hoang mang sau đợt sạt núi kinh hoàng. Chúng tôi cũng đã nhiều lần làm cái nhiệm vụ này, thì đều xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Và cái việc giúp nhân dân ổn định đời sống, nó trở thành mệnh lệnh không chỉ của cấp trên với cấp dưới, mà còn mệnh lệnh từ trong trái tim của mỗi người chiến sĩ. Nên chúng tôi sẽ cố gắng động viên anh em. Lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Nam Trà My cũng đã vào cuộc đồng hành tham gia chuyển nhà cho nhân dân đến nơi mới. Tất cả đều phải dùng sức người để vận chuyển, vì những ngôi làng trên ven trên sườn núi không có đường giao thông. Công việc hết sức nặng nề, nhọc nhằn, nhưng đó là tình thương, là trách nhiệm, nên ai nấy cũng phải gắng hết sức mình để giúp nhân dân. Muốn lập làng mới cho gần 100 hộ gia đình ở khe chữ thì đòi hỏi phải có quỹ đất. Theo quy hoạch, mỗi hộ gia đình sẽ được cấp tối thiểu là 200 mét vuông đất để làm nhà, làm vườn. Nhưng nghẹt ở chỗ cánh đồng khe chữ vốn là nơi tỉa nương, trồng quế, cây lúa của 20 hộ dân xã Trà Vân và cũng là những gia đình bị thiệt hại do bão số 12 gây ra. Nhưng với tình người lúc gian khó, các chủ đất đã thấu hiểu nỗi đau thương chung của cả làng và đồng tình hiến một phần đất để các hộ khác có nơi dừng lại cuộc sống mới sau thiên tai. Đây chính là sự giúp đỡ, cưu mang rất quý báu mà bà con Ca Dông dành cho nhau trong lúc gian khó nhất. Ông Hồ Văn Vàng là người tự nguyện hiến hơn 3 hectare đất để dân làng khe chữ dựng nhà, làm trường học. Trong đó chủ yếu là đất trồng lúa nước, đất nương rẫy và nhiều vườn quế. Để bù lại diện tích đất sản xuất đã hiến tặng,
ông Vàng tập trung phục hóa, cải tạo lại những nạ đất ven khe suối để đưa vào cấy lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho gia đình. Và ông già nó thấy tội, ông già nó hiến đất cho họ, tức là để họ làm nhà, để cho ổn định cuộc sống, làm để cho dân ổn định, làm ruộng, làm rẫy, nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, để cho nó yên tâm, để cho nó ổn định cuộc sống. Nhờ tình người lan tỏa mà cánh đồng Khe Chữ đã trở thành khu dân cư đông đúc và khang trang nhất xã Trà Vân. Nét riêng của khu dân cư này là thời gian thực hiện rất ngắn, sự giúp đỡ tận tình của bộ đội chủ lực, quân sự địa phương và cộng đồng xã hội. Nhờ đó mà sau hơn một tháng dốc toàn bộ lực lượng, những ngôi nhà sàn truyền thống của người Ca Dông bắt đầu được dựng lên trong niềm xúc động của người dân Khe Chữ. Khi ổn định xong chỗ ở cho bà con, chính quyền địa phương bắt tay vào đầu tư hạ tầng dân sinh. Tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương gần 5 tỷ đồng để mở đường dân sinh trong toàn bộ khu dân cư Khe Chữ. Tiếp đó, huyện Nam Trà My cũng tiến hành đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt để phục vụ đời sống dân làng. Tổng công ty Điện lực miền Trung gấp rút triển khai thi công đưa lưới điện quốc gia về làng Khe Chữ. Ngành điện lực huy động vô số phương tiện cùng hàng trăm công nhân thi công liên tục không kể nắng mưa. Trong chưa đầy một tháng nỗ lực, lưới điện quốc gia đã vào tới từng hộ gia đình ở Khe Chữ trong niềm vui và sự ngỡ ngàng của dân làng. Từ nay, dân làng Khe Chữ sẽ có điện thay sao. Trong những năm trước đây thì chưa có điện, bà con thì vẫn đón Tết bằng đuốc, bằng đèn. Nhưng bây giờ bà con đã có điện quốc gia, nhà nước đã quan tâm hàng đầu ở nhất là chỗ Khe Chữ này. Trong do bị cơn bão 12 vừa rồi. Bây giờ đã tạm thời dần khắc phục rồi. Trải qua bao nhiêu mất mát, đau thương, giờ đây cuộc sống mới đang thực sự hồi sinh trên cánh đồng Khe Chữ. Gia đình anh Đinh Xuân Hùng được sự giúp đỡ kịp thời của dân làng và toàn xã hội cũng đã có đất ở Khe Chữ để dựng lại nhà mới. Nếu không có sự vào cuộc kịp thời đó, thì giờ này gia đình anh Hùng chắc chắn sẽ còn sống trong túp lều bạc tạm bợ. Sạt lở đất đai cuốn trôi nhà cửa, còn mất hết nhà cửa, rồi với tài sản trong nhà. Thì cũng rất là cảm ơn Đảng, Nhà nước đã được quan tâm một phần nào đó, được gia đình chúng tôi, mà chẳng những gia đình chúng tôi, trong Khe Chữ cũng tạm ổn. Từ ngày ra Khe Chữ cùng với dân làng, anh Hồ Văn Ngọ đã gắng sức kìm nén nỗi đau mất vợ, mất con, để chăm lo cho đứa con gái đầu lòng là cháu Hồ Thị Chi Nhược. Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, hai cha con anh Ngọ đã được ngôi nhà mới để che chắn, tránh mưa. Thấu hiểu nỗi đau quá lớn của bé Chi Nhược, nên các mạnh thường quân trong cả nước cũng đã chung tay góp tiền làm cho bé một sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng để có điều kiện ăn học sau này. Hàng ngày, anh Ngọ đi làm nương rẫy. Lúc nông nhàn, anh đi làm thuê để kiếm tiền ổn định cuộc sống và chăm sóc đứa con gái đang mất đi tình thương của mẹ. Cái cảnh gà trống nuôi con khiến cho ai nấy cũng nhói lòng. Nhưng vì tương lai của bé Chi Nhược, vì tình thương mà xã hội dành cho hai cha con, nên anh Ngọ đã gác lại đau thương, dừng lại cuộc sống mới. Nhà cửa thì có rồi, đã làm, nhà nước cũng đã hỗ trợ để làm nhà. Thì hai cha con nói chung cũng tạm ổn, nương tựa vào nhau để sống. Để đảm bảo có nơi học hành cho trẻ em làng Khe Chữ, các mạnh thường quân cũng chung tay đóng góp kinh phí xây dựng ngay một ngôi trường tạm để các thầy cô có nơi an tâm gieo con chữ. Ngay sát cạnh khu phòng học này, không lâu nữa, ngôi trường xây kiên cố mơ ước trị giá 4,5 tỷ đồng sẽ dựng lên thông qua sự hỗ trợ từ chương trình Ánh sáng học đường của báo VN Express. Sự sống hồi sinh trên cánh đồng Khe Chữ được già làng Hồ Văn Hai dõi theo từng ngày. Là thủ lĩnh tinh thần của cả làng theo văn hóa người Ca Dông,
và hai, đâu nỗi đau chung của làng khi thiên tai ập đến và sung sướng trong niềm vui của dân mình khi cuộc sống đã gượng dậy quá nhanh. Chính sức lan tỏa của tình người đã giúp cho gần 100 hộ gia đình ở Khe Chữ vượt qua đau thương, bắt nhịp cuộc sống mới. Trong dưới này, từ thấy tình hình dân thấy nó ổn định hơn so với trước kia. Vì ở đây nó có điều kiện nhiều, đường xá này cũng có này, xung quanh, rồi là trường học cũng có này, rồi điện này, điện cũng già cũng đã đến rồi. Đó thì thấy là cái là đời sống của dân ở trên này thấy là rất vui so với trên kia. Nhằm đảm bảo sinh kế bền vững cho dân làng Khe Chữ, ổn định cuộc sống sau thiên tai, huyện Nam Trà My cũng ưu tiên dành nhiều nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật nhằm giúp bà con khôi phục sản xuất. Trước mắt, huyện tăng cường hỗ trợ nhân dân canh tác nông nghiệp để đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ. Tiếp đó cũng hỗ trợ các loại giống cây dược liệu ngắn ngày, cây quế Trà My để bà con phát triển kinh tế bền vững, thoát khỏi đói nghèo. Hỗ trợ cho người dân những cái giống, đầu tiên là giống dược liệu, lấy ngắn nuôi dài, trồng những cây mà vài tháng đã thu hoạch, rồi đến những cây lâu năm thu hoạch. Ví dụ như trồng đinh lan, trồng sâm nơm, trồng sa nhân, rồi cây dài ngày như trồng quế, trồng dỗ rừng. Thì chúng tôi có kế hoạch, có quy hoạch rõ ràng và sẽ hỗ trợ cho người dân cụ thể tới từng hộ. Làm sao đó cho hộ dân có cái ổn định ngay ban đầu cũng như cái chiều sau về sau này. Thì cái khu dân cư Khe Chữ đã hình hài đã mọc lên. Và tôi hy vọng rằng đó, chỉ trong vòng khoảng 6-7 tháng nữa thôi đó, thì ở đây sẽ trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Với cái đường Đông Trường Sơn nối với Quảng Ngãi thì đây sẽ là một cái điểm dừng chân và có thể nói rất quan trọng, vừa đặc trưng cho cái dân tộc Cà Dăm, vừa là cái nơi hội tụ cũng như nơi lan tỏa cho các cái khu dân cư khác. Từ ngày làng Khe Chữ được dựng lên, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt những người ca dông chân chất, thật thà. Chính tình thương yêu, chia sẻ, đùm bọc của toàn xã hội đã nhen nhóm lên hy vọng để người dân Khe Chữ gắng sức gượng dậy, khép lại đau thương, dựng xây cuộc sống mới. Làng Khe Chữ hôm nay như là một biểu tượng cao đẹp của tình người nơi rẻo cao, nơi tỏa sáng truyền thống lá lành, đùm lá rách, tương thân tương ái của người Việt Nam. Ở đó có những đứa trẻ vừa chào đời đang say sưa trong giấc ngủ khi bụng đã căng tròn bầu sữa mẹ, báo hiệu mầm sống mới đã hồi sinh trên ngôi làng Khe Chữ. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình Nam Trà My. Xin kính chào và hẹn gặp lại.